Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng vừa rẻ. Và hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 2021. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về đến mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì mình sẽ review và giới thiệu chi tiết các bạn từng sản phẩm một. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được là lô sản phẩm cũng như là Galaxy Note 9 phiên bản Nhật, chip Snapdragon là 845 các bạn nhá. Thì hôm nay nhà mình lại về rất là nhiều luôn. Lô hôm qua mình về 5 cây mình đã bán hết rồi. Hôm nay mình lại về tiếp tục coi như là tất cả là mấy chục cây cơ. Nên là các bạn thao lựa chọn đẹp. Ở đây nhà mình hôm nay về tất cả là mấy chục cây nên các bạn thao lựa chọn các bạn nhá. Lô Galaxy Note 9 Nhật này, của này thì là hàng công ty đánh lỗi coi như để tuồn ra, để coi như là để tuồn ra coi như là tuồn về Việt Nam các bạn nhé. Đây thì mình sẽ nói chỉ sơ qua về cái tỷ lệ cái đánh lỗi của nó các bạn nhé. Hàng này nói thật các bạn, nói thật đây là hàng công ty thật, hàng này nói chung là chưa sử dụng các bạn nhé. Hàng này là hàng mới này, chưa sử dụng luôn. Tại vì các bạn nhìn chân sạc này, đây chân sạc còn không một tí bụi nào luôn. Đó, chân sạc trắng muốt, chân sạc bên trong là trắng muốt nhé, không một hạt bụi ở biếc gì các bạn nhé. Đấy, chân sạc bên trong trắng muốt, chưa bẩn hay là chưa đục hay là chưa hạt bụi nào luôn. Hàng này là chỉ là nói chung là hàng này đẹp keng này, các cái ly lông ở viền này, ly lông ở viền vẫn còn hết các bạn nhé. Ly lông viền hôm nay mình đã bóc ra coi như là gần hết rồi. Đó, ly lông viền các kiểu vẫn còn hết, chỉ duy nhất con này của một lỗi của nó là kiểu người ta gì nhỉ, người ta gạch đây này. Đó, bình thường là máy bình thường nó sẽ là để kho ấy, thì là bình thường là để kho thì là sẽ không bán ra, nhưng mà người ta cố tình nha. Cái này là cố tình nhé các bạn nhé, cái này là cố tình để gạch coi như là đánh vào thành là máy lỗi ấy, để xả ra thị trường các bạn nhé. Đây cái vết cái chỗ này có nghĩa là vết này người ta cố tình coi như là gạch là một cái thành một cái máy lỗi ấy, để xả ra thị trường. Nói chung là cứa, người ta cứa thì nói chung ở đây thì không biết là cứa chỗ nào rồi. Ở đây thì nói chung là cứa đến đây thì nó sẽ sâu máy, và cứa trên đầu thì sẽ sâu máy. Nhưng mà người ta cũng khôn phết, người ta cứa luôn vào cái chỗ mà cứa luôn vào chỗ chân sạc này. Đấy, là thành một vết xước, coi như là để đánh coi như là thành hàng lỗi ra tuồn ra bên ngoài các bạn nhá. Hàng này nó như kiểu là hàng mới của trong của bên Nhật tuồn về đấy các bạn nhé. Bọn này thì là ngoại hình đẹp keng rồi các bạn ạ. Ngoại hình các bạn cực kỳ khỏi chê thôi nhé các bạn nhé. Chỉ duy nhất người ta chỉ cứa chỗ này ra để thành coi như là máy lỗi để tuồn ra thôi các bạn nhá. Màn hình thì bọn này tất cả màn hình đều đẹp keng luôn. Đấy, bản Nhật. Này, bản Nhật đấy ạ. Bản Nhật đấy ạ. Đấy, Galaxy Note 9 phiên bản Nhật. Thì là bản Nhật này sẽ là có coi như là các bạn muốn mà convert sang coi như là bản Mỹ ấy, thì các bạn thêm 50.000 nữa thì mình sẽ convert cái phần mềm này sang coi như là phiên bản của Mỹ. Nói chung là chạy nhanh và mượt như bản Mỹ, và nói chung là ít ứng dụng rác hơn nhiều sản phẩm bản Nhật đấy các bạn nhé. Thì đã, cấu hình thì con này cực kỳ là khủng. RAM con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+. Và dung lượng con này pin của nó là pin 4000 các bạn nhé. Nói chung là pin 4000 thì cực kỳ là châu bò rồi, dùng một ngày thì là cực kỳ là xa xả các bạn nhé. Đấy, viền đi lông còn mới keng luôn. Bọn này thì nói chung hôm nay mình đã bóc ra rất nhiều con đấy. Viền đi lông dính rất là chặt luôn, bóc ra còn mới quen các bạn. Nói chung là bọn này thì nó không khác gì là máy mới đâu. Hàng này người ta chỉ gọi như là chỉ là cứa đây là thành máy lỗi để tuồn ra các bạn nhé. Galaxy Note 9 phiên bản Nhật đấy ạ. Được cái là con Note 9 bản Nhật này nó sẽ là chip Snap 845. Chip này thì nó sẽ chạy coi như là như kiểu cái bản coi như là của Mỹ các bạn nhé. Chip Snap là 845. Con này thì là tính năng của nó cực kỳ là hay, rất nhiều tính năng. Đây ạ. Này, đây, đoàn máy đẹp keng luôn. Mình tiếc ngẩn người các bạn. Hôm nay thì là mình người ta mang cho mình lô này mang tới ấy. Thì là ông anh mang cho mình là lô này tới, mình tiếc ngẩn người các bạn. Nói chung là đến mình bán điện thoại mình vẫn còn tiếc các bạn. Thật các bạn luôn. Đến là mình bán điện thoại mình còn tiếc luôn, tại vì là máy nó đẹp quá các bạn. Máy nó đẹp quá. Đây, toàn nguyên ly lông máy này. Toàn nguyên ly lông máy này. Ui giời, máy đẹp keng luôn. Mình kinh khủng luôn ạ. Đấy, người ta chỉ cứa ra để thành máy lỗ các bạn nhé. Đây, người ta chỉ cứa gạch chỗ trắng trắng này ra để thành coi như là đánh máy lỗ mang về này để bán các bạn. Toàn máy đẹp keng, màn hình đẹp keng luôn, rất là tiếc luôn. Nếu mà con này mà bán mà tuồn về được là hàng đẹp keng hoàn chỉnh, toàn bán bọn này phải gần 6 triệu bạn nhé. Nói chung với máy đẹp keng nó nặng cực kỳ là đắt. Thì là bọn Galaxy Note 9 này thì là mình sẽ nói sơ qua qua, đánh giá sơ qua qua về các cái tính năng của nó các bạn nhé. Nói chung là tính năng cực kỳ là hay rồi. Các bạn mua bọn này thì đáng đồng tiền bát gạo luôn. Tính năng mở khóa của nó, tính năng đầu tiên mở khóa nó mình rất là thích ở sản phẩm có như là Galaxy Note 9. Tuy là đời đầu nhưng mà dùng rất là thích các bạn nhé. Tính năng mở khóa của nó, tính năng là quét thông minh này, khuôn mặt và mống mắt và vân tay. Nếu các bạn mà đeo khẩu trang các bạn thể dùng mống mắt hoặc là vân tay hoặc là quét thông minh cũng rất là hay luôn.
tính năng này cực kỳ là hay. Đây có vân tay này sau. Camera con này được chụp hình cực kỳ đẹp luôn. Đây thì mình sẽ vào coi như là camera của nó chụp hình cực kỳ là đẹp luôn. Sản phẩm cũng như là dòng Note thì không bao giờ làm cho bạn thất vọng luôn. Đây ạ. Đấy, chụp góc rộng góc hẹp rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Nhìn rất là sướng nhá. Camera con này thì cực kỳ là sắc nét luôn. Camera trước thì các bạn selfie thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhá. Và được cái là màn hình của nó là QHK 2K thì các bạn dùng cực kỳ là sướng. Và dòng Note này sẽ hỗ trợ cái bút này. Đấy, các bạn chỉ cần bấm bút thôi sẽ là chụp ảnh luôn. Đây, bấm bút sẽ là ra chụp ảnh. Đây, các bạn bấm phát là đấy sẽ là ra chụp ảnh rất là hay ở cái dòng Note các bạn nhá. Và đây thì mình sẽ vào coi như là phần mà nghe nhạc sản phẩm cho bạn nhá. Đấy. Đấy, nghe nhạc thì sẽ là hai loa các bạn nhá. Đây. Một loa bên trên này. Đấy các bạn nghe là một loa bên trên này và một loa bên dưới, nghe rất là giòn và rất là sướng luôn. Đấy. Đây. Màn hình là 2K các bạn nhìn nghiêng này, không có độ bóng mờ gì các bạn nhá. Dùng rất là sướng và rất là ok. Và mình sẽ vào phim 8K cho bạn. Phim này. Ở đây thì mình sẽ coi như là chỉnh về tiếng coi như là tiếng Anh cho các bạn nhé. Tiếng Anh thì các bạn dễ điều khiển. Đấy. Ngôn ngữ tiếng Việt này thì mình sẽ đây này sẽ là quản lý ngôn ngữ nhập này. Đấy, mình sẽ cho chỉ cho English thôi. Đấy, các bạn có thể tải tiếng Việt nhé. Ở đây là ngôn ngữ nhập để các bạn có thể tải tiếng Việt về. Nó sẽ là coi như là thành bàn gõ tiếng Việt luôn các bạn nhé. Đây mình sẽ để coi như là mặc định tiếng English. Sẽ mình vào đây mình thoát ra. Ở đây thì mình sẽ vào phim 8K. Đấy. Phim này 8K này. Mình sẽ vào phim 8K. Thì cực kỳ là chất lượng luôn. Nói chung là cái phòng phim 8K này cực kỳ là sắc nét các bạn nhé. Nhìn nghiêng này. Đấy. Các bạn nhìn nghiêng rất là sướng luôn. Đây các bạn nhìn nghiêng. Đấy, không có độ bóng mờ gì luôn. Nói chung là Samsung thì không bao giờ làm bạn thất vọng luôn. Màn hình thì cực kỳ tuyệt vời. Đấy, cong tràn viền bên ngoài rất là hay nhé. Đấy. Nói chung là màn hình 2K các bạn nhìn dòng này màn hình cực kỳ là sướng luôn. Đáng đồng tiền bát gạo luôn. Màn hình của nó là tràn viền ra bên ngoài, nhìn rất là đẹp, rất là thích luôn các bạn nhé. Và con này thiết kế cực kỳ là vuông vắn luôn. Vuông vắn nhưng mà vẫn là bo tròn bốn cạnh này, cầm thì các bạn sẽ là không cảm giác đau tay. Và cầm con Note 9 này cực kỳ là chắc chắn các bạn nhá. Và sản phẩm có như là Galaxy Note 9 phiên bản Nhật chip Snap là 845 này thì là bạn nào thì là con này bên mình đang bán cho bạn với giá có như là 4.900.000 các bạn nhá. Máy đẹp leng keng. Bao cho bạn coi như là máy zin nguyên bản luôn và màn hình cũng là đẹp keng luôn, không ngả màu hay không lưu ảnh. Đấy, chỉ duy nhất có như là chỉ người ta chỉ gạch lỗi ra. Gạch cái chỗ này ra để thành máy lỗi các bạn nhá. Nói chung là mình nhận được lô này thì mình cực kỳ là tiếc luôn. Để những giá như không có những cái vạch này là thật các bạn. Máy này bán ra cực kỳ là sướng, toàn nguyên siêu nguyên ni lông. Nó đẹp kinh khủng luôn, sướng lắm các bạn ạ. Nói chung là bán ra các bạn mua 4.900.000 con này các bạn, nói thật các bạn. Mua đáng đồng tiền bát gạo luôn. Mình nói thật với các bạn, một người bán điện thoại các bạn nhá, mà cầm cực kỳ là chắc tay luôn. Máy nó chắc tay lắm. Dùng cực kỳ là sướng này, cầm chắc tay cực kỳ là sướng. Màn hình 6.4 inch rất là hay các bạn nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm cũng như là Galaxy Note 9 phiên bản Nhật này các bạn nhé, thì hàng mình sớm nhất. Thì là một, các bạn thể liên hệ trực tiếp mình qua hai số điện thoại. Và hai, các bạn có thể trực tiếp qua số nhà 72 phố Ba Thá, Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội. Hoặc các bạn có thể là nhắn tin qua Zalo vào fanpage mình để đặt hàng các bạn nhé. Đấy. Và sản phẩm bên mình thì là có ship cô toàn quốc và nhận hàng được kiểm tra hàng và thanh toán. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là cứ lỗi đầu mùa một tuần và bảo hành là 6 tháng các bạn nhá. Nên các bạn yên tâm sử dụng. Nói chung là các bạn mua sản phẩm Note 9 này dùng cực kỳ là lành và cực kỳ là sướng các bạn nhá. Đấy, 4.900.000 đáng đồng tiền bát gạo luôn các bạn luôn. Đấy. Màn hình không mình bán ra con này cũng đã rơi vào được khoảng độ là màn hình không mình đã rơi bán ra mình được 4 triệu rồi. Toàn máy đẹp leng keng luôn. Toàn nguyên siêu ly lông, mình bóc ra máy mới kinh khủng luôn. Nó đẹp lắm. Về được lô này mà mình cảm rất là tiếc luôn. Người ta gạch ra thì phí quá. Không mà gạch ra thì bán cực kỳ là được giá các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Samsung A12 các bạn nhé. Đấy, con Samsung A12 này, con này thì là khách mới mua coi như là được vài hôm. Đấy. Khách vừa mới mua được vài hôm bạn nhé. Mua trả góp được vài hôm này. Đấy. Được là tất cả được, hình như là khách mua bỏ mình là được tầm khoảng độ 15 ngày này. Đấy. Mua trả góp con này được 15 ngày này. Hôm nay là đem bán luôn bên mình nhá. Nguyên hộp phụ kiện này. Con Samsung A12 nguyên hộp phụ kiện các bạn nhá. Đấy. Đây. Khách sẽ dùng đấy, nguyên hộp phụ kiện nhá. Đây, sạc đây. Sạc theo máy này, que chọc sim này, dây sạc theo máy đấy các bạn nhá. Nói chung là toàn đồ theo máy luôn, nguyên hộp phụ kiện mà. Có ốp các bạn nhá. Đấy, con Samsung A12 này. Con A12 này của nhà mình thì là phiên bản đây ạ, mình sẽ xem cho bạn là đây nó có thông số đấy các bạn ạ. Đây. Của nhà mình là phiên bản của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB các bạn nhé. Đấy ạ.
Nói chung là bọn này thì là mới dùng được 15 hôm thì nó thật với các bạn, nó không khác gì là máy mới các bạn nhá. Nói chung là đây thả hộp là thành máy mới rồi. Nói chung là bày ra tổ kính là thành máy mới các bạn nhá. Thì con Samsung A12 này thiết kế của nó là 4 camera và con cấu hình con này thì cực kỳ là khủng. Đây thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết đấy. Đấy, bản công ty sẽ là 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con này thì là sẽ là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Màn hình của nó thì là LCD 6,5 inch là HD cộng các bạn nhé. Thì là con này của nó thì là chạy được lên Android 11 là Android mới nhất rồi, nên là các bạn nhiều trải nghiệm cũng như là mới nhất. Và dung lượng pin con này thì cực kỳ là châu bò. Pin con này của nó thì là pin 5000. Đấy, nói chung là pin 5000 và màn hình của nó thì là 6,5 inch mà thiết kế kiểu giọt nước cũng rất là hay các bạn nhé. Đấy, màn hình giọt nước rất là hay luôn. Nói chung là con này các bạn mua về ví dụ mà tặng bố mẹ ấy, hoặc là ông bà, bố mẹ người thân ấy, hoặc là các bạn mà mua về để học online thì con này cực kỳ tuyệt vời. Tại vì cái màn hình của nó, thứ nhất là màn hình cực kỳ to, và thứ hai là nó là đời mới. Đời mới, pin của nó là pin 5000. Pin 5000 của nó là cực kỳ là mới. Nói chung là mới dùng được. Nó mới ra năm nay. Nó mới ra năm nay thì nó là pin người ta vừa mới mua xong ấy. Nó mua được 10 hôm xong là cái pin của nó còn tốt, còn mới. Pin 5000 các bạn mua con này cực kỳ hợp lý các bạn nhé. Và con này là khách với mua của nhóm mới mua thế giới động là 4.400.000. Đấy. 4.490.000 đồng, gọi là 4.500.000 đấy. Nhưng với cửa hàng mình ngày hôm nay thì mình thâu lại của khách ấy với giá hợp lý thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 3.500.000. Đấy. 3.500.000 các bạn nhé. 3.500.000 thì các bạn rẻ được khoảng độ rơi vào 1 triệu đồng rồi, 900 đến 1 triệu đồng. Đấy. So với máy mới thì các bạn rẻ được là 900 đến 1 triệu đồng. Nói chung là các bạn mua con này là cực kỳ là hợp lý các bạn nhé. Nói chung là không khác gì máy mới rồi. Nói chung là về các bạn là cứ bảo là mua máy mới các bạn nhé. Thì là hỗ trợ cũng là cổng sạc tai xỉ và jack tai nghe 3.5. Jack tai nghe là các bạn cắm lích live stream này, thu âm là cực kỳ tuyệt vời. Màn hình to và pin của nó là 5000. Đấy. Nói chung là các bạn mua con này thì là cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, giá mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.500.000. Rẻ hơn được so với máy mới có như là 900 đến 1 triệu đồng các bạn nhé. Nói chung là mình thấy là với mức giá như này là hợp lý nhất các bạn nhé. Đấy. Tội gì các bạn phải lao mua máy mới tự nhiên lại thêm 900 đến 1 triệu đồng. Đấy, các bạn mua con này, cân nhắc mua con này cực kỳ ok các bạn nhá. Đấy. Phụ kiện đầy đủ. Nói chung là dùng bọn này thì là còn bảo hành chính hãng của thế giới động, các bạn dùng cứ yên tâm và đập phá các bạn nhá. Dùng rất là sướng luôn. Đấy, mình sẽ tạm thời bỏ ra đây. Bây giờ lắp vào thì nó hơi bị lâu. Mình lắp vào đi. Đấy, dùng cực kỳ là sướng. Đấy. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm coi như là Samsung A12 này các bạn nhé, hàng mình được sớm nhất nhá. Đấy, giá 3.500.000, rẻ hơn máy mới coi như là tận 900 đến 1 triệu đồng các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được một cây, con này là cây LG V60 ThinQ 5G. Thì lâu lắm rồi nhưng mình mới về được một cây các bạn nhá. Cây này là cực kỳ là hiếm. Cây này là màu trắng này, ngọc trinh này. Màu trắng này là sẽ là không bám bụi, không bám bẩn gì. Dùng rất là thích và rất là sướng các bạn nhé. Ngoại hình thì bọn này thì là hàng siêu thị thanh lý rồi. Đẹp, nói chung là hàng bảy tủ kính này, siêu thị thanh lý này. Đẹp, nó chỉ không khác gì máy mới. Thiếu mỗi cái hộp như này là sẽ thành máy mới các bạn nhé. Đây là cấu hình con này là RAM 8GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Thì mình sẽ vào coi như là kết nối cho bạn. Con này của nó được chạy là cạnh con này được chạy là chip rồng các bạn nhé. Chip rồng là chip Snap là 865. Đây ạ, giới thiệu điện thoại LG V60 ThinQ 5G. Loa con này là cực kỳ là to luôn các bạn nhé. Loa cực kỳ to. Và con này được cái là trang bị chip rồng này. Và con này là chạy chip chip rồng. Và pin con này cũng được cái là rất là hay. Pin của nó thì là pin 5000 các bạn nhé. Pin con này được cái là hay ở nhất là cái pin của nó dung lượng pin 5000. Thì mình sẽ vào coi như là kết nối wifi. Mình sẽ nghe nhạc cho bạn coi như là sản phẩm, coi như là LG V60 này. Xem là với mức giá coi như là hơn 6 triệu đồng thì các bạn có thể đáng đồng tiền để mua không bạn nhé. Rồi mình nhập sai mật khẩu rồi các bạn. Mình nhìn thấy đã sai rồi. Em này. Đấy. Màn hình con này của nó là tràn viền 6,8 inch. Đấy, màn hình của nó là tràn viền 6,8 inch. Màn hình cực kỳ to và cực kỳ bự. Loa con này thì khỏi hết ý luôn. Loa con này thì nghe to vãi cả trưởng luôn các bạn ạ. Đấy, RAM 8GB chạy rất là nhanh. Mỗi cái mạng nhà mình thì loát thì nó hơi bị ngáo các bạn. RAM 8GB các bạn khỏi phải chê luôn. Quá nhanh, quá mượt luôn. Không có gì phải chê luôn. Đấy, loa loa kép các bạn nhé. Một loa bên trên này và một loa bên dưới nghe cực kỳ to và cực kỳ đã luôn. Đấy. Đấy các bạn nhìn nghiêng, full màn hình. Ở video này sẽ là không phóng màn hết màn hình được. Đấy các bạn nhìn nghiêng, không có độ bóng mờ gì các bạn, dùng rất là hay các bạn nhé. Loa cực kỳ là to luôn, nghe nhạc cực kỳ giòn và cực kỳ là sướng các bạn nhé.
Và con V60 này thì hôm nay nhà mình là về duy nhất một chiếc này, máy đẹp len keng. Đấy. Màn hình là cũng là đẹp len keng. Đấy. Thì sản phẩm coi như là V60 Thinh Quy 5G này thì là bên mình đang bán cho bạn giá coi như là 6 triệu 300k các bạn nhá. Đấy. Con máy đẹp len keng, màn hình đẹp len keng, hỗ trợ 5G này thì bên mình đang bán cho bạn giá coi như là 6 triệu 300k. Đấy, bạn nào thích sản phẩm coi như là LG V60 Thinh Quy 5G các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Samsung A30 các bạn nhá. Trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con Samsung A30. Thì là ngoại hình con này thì là máy còn độ 90%. Con này thì khách xài cũng rất là dữ. Thì liệu hôm nay mình vừa mới mua lại của khách mà, khách đang dùng ốp, xài cực kỳ là dữ các bạn nhá. Ngoại hình con này còn độ 90%. Và con này thì là được cái là dung lượng pin của nó cực kỳ là trâu bò. Pin con này của nó là pin 4000. Đấy. Con A30 này của nhà mình là phiên bản công ty nhá. Đấy, hai sim hai sóng. Màn hình của nó là AMOLED, tràn viền 6,4 inch, độ phân giải của nó là Full HD cộng luôn các bạn nhá. Và cấu hình con này là cực kỳ là khủng. RAM con này là phiên bản của nhà mình là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con A30 này sẽ là chia ra là hai phiên bản, một phiên bản là 32GB và một phiên bản là 64GB. Và con này của nhà mình là phiên bản có như là 64GB. Con Samsung A30 này thì là bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 2 triệu 500k các bạn nhé. Đấy. Chỉ với giá coi như là 2 triệu 500k. Các bạn mua con A30 phiên bản coi như là 64GB này cực kỳ là lớn, cực kỳ là hợp lý. Và được cái là màn hình của nó là màn hình AMOLED Full HD cộng 6,4 inch các bạn nhé. Con này cũng gọi là hỗ trợ cổng sạc tai C và jack tai nghe 3.5. Jack tai nghe này các bạn cắm mic livestream hay thu âm cực kỳ tuyệt vời. Nói chung là ngoài hình con này cũng rất là đẹp. Giá coi như là 2 triệu 500k các bạn mua con này là cực kỳ là hợp lý các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm cũng như là Samsung A30 các bạn nhé, cái hàng mình được sớm nhất các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại bên mình lại về được con này là con Sony X1 các bạn nhé. Mấy hôm nay, hôm trước thì mình về được mấy cây, nhưng mà hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được là sản phẩm cũng như là Sony X1. Thì con này là dài, cực kỳ là dài nhé. Con này thiết kế của nó là cực kỳ là dài luôn này. Đấy, cái độ dài của nó là dùng cực kỳ là sang. Đấy, dài nó như kiểu gần như kiểu là các bạn mà ốp từ tai đến tận mồm luôn, quá mồm luôn các bạn nhé. Con này các bạn mà ốp từ tai đến tận quá mồm luôn. Con Sony X1 này thì là cấu hình là cực kỳ khủng. Con này được cái là trang bị của nó thì là màn hình của nó thì là 4K luôn. Đấy, Ultra HD 4K luôn các bạn nhé. Và bộ nhớ trong con này của nó là RAM 6GB và bộ nhớ trong con này là 64GB. Thì là con này của nhà mình thì là phiên bản Nhật này. Đấy, con này của nhà mình thì là phiên bản Nhật các bạn nhé. Con này được cái là chip Snap là 855. Chip này là gành game hay là chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Màn hình con này của nó là 6,5 inch nhưng mà thiết kế của nó là nhỏ chiều này và thiết kế là dài. Cầm con này là ra đường cực kỳ là sang luôn. Nói chung là cầm các bạn cầm ra đường mà các bạn ngồi SH mà các bạn mà nghe con này ấy, nói chung là cả thiên hạ trầm trồ luôn. Tại vì thiết kế của nó là dài này, dài và nghe cực kỳ là sang. Và con này của nó là thiết kế của nó là 3 camera nha các bạn nhá. Đấy, quay camera cực kỳ là sắc nét luôn. Mặt trước thì là một camera, rất là thiết kế rất là dài các bạn nhá. Con Sony X1 này thì là ngoại hình bên mình thì là ngoại hình thì là máy còn là 90 trên 90%. Ngoại hình con này cũng còn rất là ok luôn. Đấy, 90 trên 90%. Con Sony X1 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá coi như là 4 triệu 400k các bạn nhé. Con Sony X1 này bên mình đang bán cho bạn với giá coi như là 4 triệu 400k. Đấy. Và con này thì là màn mình bên mình là màn hình đẹp keng nhé. Đấy, không ả mồ hay không lưu ảnh các bạn nhé. 4 triệu 400k cho bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm cũng như là Sony X1 mà dùng sang xịn sò này các bạn nhé, cái hàng mình sớm nhất nhá. Đấy. Rất là ok luôn, 4 triệu 400k, rất là ok luôn. Đấy. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Oppo F11 Pro các bạn nhé. Đấy ạ. Lâu lắm rồi thì nhà mình lại về được con này, con Oppo F11 Pro. Con Oppo F11 Pro này thì ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Ngoại hình con này thì máy còn độ là 90%. Đấy, 90%. Mặt lưng con này chỉ là dính các cái mùn mà bẩn bẩn của ốp thôi. Đấy, ngoại hình con này còn rất là mới các bạn nhé. Con Oppo F11 Pro này thì lâu lắm mình mới về được con này xong. Con này còn rất là đẹp luôn. Đấy, màn hình của nó là bo tràn viền, rất là đẹp luôn. Nhiều người kiểu vẫn thích cái kiểu cái màn hình kiểu tràn viền kiểu này các bạn nhé. Cấu hình con Oppo F11 Pro này là cực kỳ là khủng các bạn nhé. RAM con này là RAM 8GB, các bạn là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Và thì mình sẽ xem sơ qua về F11 Pro này cho bạn nhé. Oppo này. Mình lâu lắm mình F11, mình lâu lắm thì mình cũng quên. Pro
F11 Pro các bạn nhá. Thì mình đợi mình tí mình sẽ xem cái cấu hình cho các loại cho các bạn đây. Đây rồi. F11 Pro, F11 Pro thì là màn hình của nó thì là 6,5 inch, độ phân giải của nó là Full HD cộng và dung lượng pin con này của nó là pin 4000. Thì là bản Oppo này sẽ là 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Bọn Oppo sẽ là 2 SIM 2 sóng. Được cái con này thì bản cực kỳ là cao. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB, các bạn lưu trữ thì cực kỳ tuyệt vời. Nói chung về dòng Oppo các bạn selfie thì cực kỳ tuyệt vời, ảnh nó cực kỳ là sắc nét luôn. Đấy. Và camera trước của nó là thò thụt. Đây, camera trước selfie thì các bạn khỏi phải chê luôn. Nói chung là từ xấu sẽ thành xinh và từ xinh sẽ thành xấu các bạn nhé. Các bạn chỉ ấn đây sẽ thụt xuống. Đấy. Còn Oppo F11 Pro thì ngoại hình cực kỳ là ok và máy cực kỳ là zin và cực kỳ là chất các bạn nhé. Thì là con này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá có như là 3.500.000 các bạn nhé. Còn Oppo F11 Pro này mình sẽ thanh lý bạn giá có như là 3.500.000, cũng hỗ trợ coi như là jack tai nghe 3.5 và cổng coi như con này là cổng coi như là chân sạc Samsung hay là Oppo bình thường các bạn nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm coi như là Oppo F11 Pro thì các bạn nhắn hàng mình sớm nhất nhá. Mình tặng kèm các bạn coi như là một cái ốp này xịn sò luôn. Giá mình sẽ thanh lý bạn giá có như là 3.500.000 cho bạn nhá. Rất là rẻ luôn. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con gì nhỉ? Con này là con Redmi 5i các bạn nhá. Con này con Redmi 5i, Redmi 5i thì hôm nay nhà mình lại về là con này xong. Đấy. Redmi 5i, cấu hình con này của nhà mình thì là phiên bản là RAM 4GB này. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này của nó là chạy chip Snapdragon là 665. Chip này nói chung các bạn cũng là gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ là ok rồi. Ngoại hình con này còn độ 90%. Con này thì là được cái thiết kế của nó là cực kỳ là nhiều cam các bạn nhé. Con Redmi 5i này thì cái là pin của nó là pin 5000 và màn hình của nó là 6,5 inch. Thì là con này thì là bên mình sẽ bán cho bạn giá coi như là 2 triệu đồng các bạn nhé. Con Redmi 5i này thì mình sẽ bán cho bạn giá coi như là 2 triệu đồng luôn. Đấy, giá 2 triệu các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm gì nhỉ? Con Redmi 5i thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. Giá mình sẽ thanh lý các bạn giá là coi như là 2 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, tặng kèm các bạn ốp và dán màn hình sẵn cho các bạn nhé. Con này mình vừa mới thâu lại khách thì mình đã dán màn hình sẵn rồi, nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng các bạn nhé. Tối nay hơi chật. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con iPhone 7. Con iPhone 7 Plus thì con này cực kỳ là rẻ các bạn nhé. Đấy. Con iPhone 7 Plus này của nhà mình thì là phiên bản cũng như là LLA 32GB. Thì là con này thì là khách cũng đã thay pin rồi sao ấy. Con này thì là khách cũng đã thay pin mới 100% rồi, nên các bạn cứ yên tâm về sử dụng. Ngoại hình con này thì là ngoại hình con này còn độ 90%. Đấy. Lưng của nó thì là hơi phải một tí các bạn nhá. Hơi phải phải một trắng một tí. Đấy, hơi phải trắng một tí các bạn nhá. Đấy. Con này thì mình đã coi như hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong ấy, thì con này mình đã kiểm tra rồi. Mình đã kiểm tra con này coi như là main zin và màn zin. Màn này các bạn mà chẳng may mà về mà vỡ kính các bạn sẽ đi ép lại là vô tư các bạn nhá. Và con iPhone 7 Plus này của nhà mình thì là không iCloud. Đấy, mình sẽ bao cho bạn cũng như là reset hay là restore loại thoải mái. Thì là con này thì mình bên mình, con iPhone 7 Plus của nhà mình thì là vân chân vân tay đủ, tính năng là full hết các bạn nhé. Đấy, bao cho bạn cũng như là zin full hết. Và con này của nhà mình thì bên mình sẽ bán cho bạn giá cũng như là 3 triệu đồng. Đấy, còn iPhone 7 Plus này thì là bên mình sẽ bán cho bạn với giá cũng như là 3 triệu đồng. Nhưng mà con này với mức giá là 3 triệu đồng thì là nhiều bạn cũng thắc mắc sao lại rẻ vậy. Thì là con này của nhà mình thì là phiên bản là lock này, nhưng mà mình đã lên full quốc tế rồi các bạn nhé. Đấy. Còn là iPhone 7 Plus này của nhà mình thì là phiên bản lock này. Đấy. iPhone 7 Plus phiên bản của nhà mình là phiên bản lock các bạn nhé. Nhưng mà mình đã lên coi như là full quốc tế rồi. Các bạn chỉ cần lắp SIM vào là các bạn dùng như máy quốc tế luôn. Các bạn mà mua con này về quay vlog hay là làm YouTube thì cực kỳ tuyệt vời. Đây ạ. Đấy, con iPhone 7 Plus này. Nói chung là camera của nó cực kỳ là đẹp. Các bạn về làm vlog cực kỳ ok. Đây. Cái những cái tất cả những cái video mình làm trên YouTube này mình toàn quay bằng con iPhone 7 Plus các bạn nhé. Đấy, con iPhone 7 Plus của nhà mình thì mình toàn quay bằng iPhone 7 Plus nhá. Nói chung là iPhone mà các bạn quay video hay làm video nói chung là không làm các bạn thất vọng luôn. Chất lượng cực kỳ là ok. Đấy, con iPhone 7 Plus lock mình đã lên full quốc tế này. Bên mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 3 triệu đồng các bạn nhá. Đấy, rẻ coi như là hơn cả iPhone 6S Plus. Các bạn mua con này cực kỳ tuyệt vời. Tội gì các bạn phải mua iPhone 6S Plus, các bạn mua con iPhone 7 Plus lock này cho mình. Dùng cực kỳ là sướng, camera cực kỳ là đẹp. Mình đã full lên full quốc tế cho các bạn rồi nhá. Nên các bạn về chỉ việc lắp SIM vào là dùng thôi, không phải làm một cái gì hết, rất là hay và rất tiện lợi. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại phải sản phẩm có như là Galaxy, con này là con sao Galaxy, con này là S9 phiên bản có như là Nhật các bạn nhá. Nhà mình dạo này thì là kiểu ưa chuộng của
ở nước Nhật đấy, Galaxy S9 Nhật thì là màn hình con này của nhà mình là đẹp kia đấy. Đấy, màn hình con này của nhà mình là màn hình đẹp kia, không ám ố hay không lưu ảnh gì đấy. Đấy, màn hình con này của nhà mình là màn hình đẹp kia các bạn nhé. Trang chủ đây mình sẽ vào. Đấy, mình sẽ nói sự qua. Đấy, vào rồi các bạn nhé. Chết rồi, mình chọn nhầm giao diện rồi các bạn. À đúng rồi. Đấy, Galaxy, con này của nhà mình là S9 phiên bản Nhật để một sim một sóng. Con này của nhà mình là chạy chip Snap là 845. Chip này là gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và RAM con này RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, màn hình của nó là tràn viền này. Đấy, 5,8 inch, độ phân giải của nó QHD 2K+. Con này thì ngoại hình rất là đẹp luôn. Ngoại hình thì không khác gì là máy mới các bạn nhé. Con Galaxy, con này S9 này thì bên mình đang bán cho bạn giá coi như là 3.200.000. Đấy, 3.200.000 các bạn nhé. Đấy, 3.200.000 cho bạn coi như là chip Snap là 845 này các bạn nhé. Các bạn mua con này cực kỳ là hợp lý luôn. Đấy, 3.200.000 cho bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Vivo Y11 các bạn nhé. Con Vivo Y11 này thì là pin 5000 và màn hình của nó là cực kỳ to, hơn 6 inch. Đấy, thì là ngoại hình con Vivo Y11 này thì là ngoại hình thì là vỏ có cũ phẩy theo thời gian các bạn nhé. Đây, khách con này thì dùng không được giữ cho lắm này. Con này thì là vỏ cũng cũ chầy theo thời gian. Con Vivo Y11 này là pin 5000 này thì mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 1.400.000. Đấy, Vivo Y11 1.400.000 cho bạn nhé. Được cái trang bị của nó là pin 5000. Đây ạ. Vỏ thì là hơi cũ chầy theo thời gian. Đấy, mình sẽ tặng kèm các bạn một cái ốp này luôn. Đây, mình sẽ tặng coi như là các bạn một cái ốp này luôn các bạn nhé. À, con Vivo này thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 1.400.000 các bạn nhá. Vivo Y11. Bạn nào thích sản phẩm coi như là Vivo Y11 các bạn nhé, là hàng mình sớm nhất nhá. Và sản phẩm cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ review và giới thiệu cho các bạn sản phẩm coi như là iPad 5 các bạn nhá. Có khách gọi các bạn ạ. Nhiều khi đây. Sản phẩm cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về sản phẩm coi như là iPad 5 AR1. Thì là con này của nhà mình thì là phiên bản của nó thì là phiên bản 16GB Wi-Fi các bạn nhé. Đấy, phiên bản của nhà mình là phiên bản coi như là iPad 5 Wi-Fi các bạn nhé. Muộn quá mà khách còn gọi các bạn ạ. Đấy, giờ này không biết là khách gọi gì các bạn nhé. Thì là ngoại hình con iPad 5 của nhà mình thì là ngoại hình con máy của nhà mình thì là bên mình là còn là 90%. Thì là con iPad 5 của nhà mình thì là gì nhỉ? Thì là con này thì là đang được chạy là Android, coi như là cái hệ điều hành của nó thì là gần như là mới nhất. Thì là theo lời khuyên của mình là một người bán hàng online ấy, với thời điểm hiện tại ấy, thì là các bạn mua iPad mà để về là học online ấy, iPad mà giá rẻ về học online thì các bạn nên chọn cho mình từ sản phẩm coi như là iPad 5 trở lên các bạn nhé. Nếu mà bây giờ là chương trình học là cực kỳ là nhiều. Đấy, chương trình học là cực kỳ là nhiều và ứng dụng là cực kỳ là mới mẻ. Thì là các bạn nên chọn cho mình từ iPad 5 trở lên. Tại vì iPad 5 của nó là phần mềm nó gần như là mới nhất, thì nó sẽ là hỗ trợ coi như là nhiều ứng dụng. Đấy, đấy là theo lời khuyên bán hàng của mình. Thì các bạn là muốn học Zoom không ấy, thì các bạn phải chọn iPad 2, iPad 3, 4 được. Thì nó nói chung là tải ứng dụng nó khó lắm. Nhiều khi các bạn tải ứng dụng cực kỳ là khó. Thì là theo lời khuyên của mình, các bạn nên chọn những sản phẩm coi như là từ iPad 5 trở lên này. Màn hình cực kỳ là to. Màn hình của nó là 9,7 inch. Đây, camera của nó cực kỳ to các bạn nhé. Đấy, camera của nó là góc rộng cực kỳ to luôn, chụp ảnh toàn cả phòng luôn các bạn nhá. Và con này là hỗ trợ là từ chân sạc của nó từ 5 đến 13 Pro Max. Và con này là loa nghe nhạc của nó, loa nghe cả kép cực kỳ là hay. Và dung lượng pin con này của nó là pin của nó là hơn 8000 các bạn nhá. Pin hơn 8000 là dùng cực kỳ là ok. Và theo lời khuyên của mình thì các bạn cứ chọn cho mình là sản phẩm iPad 5 trở lên để về học online các bạn nhá. Và con iPad 5 này bên mình sẽ bán cho bạn với giá có như là 3.500.000. Đấy, phiên bản có như là 16GB Wi-Fi các bạn nhá. Đấy, các bạn mua con iPad 5 về học online cực kỳ là ok. 3.500.000 cho bạn nhá. Đấy, và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về đến mẫu sản phẩm cho cũ giá rẻ. Thì mình sẽ review trực tiếp cho bạn. Thì các bạn ưng sản phẩm như nào các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào lại clip lần sau các bạn nhá.